Chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ cùng các em giải bài tập số 4, sách giáo khoa môn đại số, xin lỗi, sách giáo khoa môn hình học 12, trang 12, bài khái niệm về khối đa diện. Cụ thể bài tập số 4 người ta yêu cầu đó là chia một khối lập phương thành 6 khối tứ diện bằng nhau. Thì ở đây thầy đã vẽ hình lập phương minh họa rồi. Thì chia thành 6 thì chúng ta sẽ chia thành 2 rồi chia thành 3, được chưa? Ở đây thầy đã chia đôi cái hình lập phương thành hai hình lăng trụ bằng nhau, đó là A phẩy, D phẩy, B phẩy nhân ADB, và cái khối lăng trụ là cái khối D phẩy, C phẩy, B phẩy và DCB, được chưa? Và chúng ta sẽ tiến hành chia cái khối này ra, chia hai cái khối này ra. Chúng ta bắt đầu nhá. Thì ở đây chúng ta chia cái lăng trụ này thành ba cái tứ diện, đó là D phẩy ADB, được chưa? Thầy sẽ chia cái khối này ra, D phẩy ADB, D phẩy ADB. Ồ, chưa vẽ ra được. Đây, thầy nối bằng bút xanh cho các em nhìn nhá. Chưa? Và rồi, đây là hai khối này. Cùng với hai khối nữa đó là A phẩy, A phẩy, A B D phẩy, được chưa? Và cái khối A phẩy, A B D phẩy và cái khối B phẩy, D phẩy, D B, được chưa? B phẩy. Xin lỗi các em, không phải khối đấy thầy nhầm. Khối đầu tiên đó là A phẩy, A B D phẩy, và khối thứ hai đó là A phẩy, B phẩy, A phẩy, B phẩy, B D phẩy, là hai khối đấy nó chập vào nhau ấy các em. Nó chập vào nhau đây. Đây. Thầy nói thêm cái này nữa thì dễ tưởng tượng ra hơn. Rồi, được chưa? Hai khối đấy nó chập vào nhau cùng với cái khối kia sẽ thành cái hình lăng trụ chúng ta cần. Đó là thầy mới chia chia lăng trụ. Chia lăng trụ. Lăng trụ. Chia lăng trụ. ABD nhân A phẩy, B phẩy, D phẩy thành thành ba tứ diện, đó là D A B D phẩy, được chưa? D A B D phẩy, được chưa? Tiếp theo sẽ là A phẩy A B D, A phẩy A B D phẩy, A phẩy A B D phẩy, được chưa? A phẩy A B D phẩy cùng với A phẩy B phẩy B D, B D, được chưa? A phẩy B phẩy B D, được chưa? Hai cái khối đấy. A phẩy B phẩy B D rồi. B D phẩy nhé các em, thầy xin lỗi. A phẩy B phẩy B D phẩy thì nó mới chập vào nhau được, được chưa? Rồi. Thế thì chúng ta sẽ cùng quan sát nhá. Đó là bây giờ thầy sẽ chứng minh là ba cái tứ diện này bằng nhau, được chưa? Bây giờ thầy xét phép đối xứng, xét phép đối xứng qua ABD phẩy, ABD phẩy thì ABD phẩy thì ABD phẩy, ABD phẩy thì nó sẽ biến biến DA DA BD phẩy thành A phẩy A B D phẩy, được chưa? Tại vì nó biến A phẩy thành D mà, được chưa? Nó biến A phẩy thành D. A B D phẩy, đúng rồi, nó biến A phẩy thành D. Tại vì cái mặt này chính là mặt phẳng trung trực của A phẩy D, được chưa? Tương tự chúng ta xét phép đối xứng. Xét phép đối xứng qua B A phẩy D phẩy, được chưa? Thì chúng nó sẽ biến, mình nhìn B A phẩy D phẩy, B A phẩy D phẩy biến A phẩy
A, B, D phẩy, thành A phẩy, B phẩy, B, D phẩy, được chưa? B, D phẩy, rồi. Tại vì sao? B, A phẩy, D phẩy, B, A phẩy, D phẩy thì nó giữ ở cả hai cái, vậy chúng ta chỉ cần chứng minh nó biến A thành B phẩy thôi, biến A thành B phẩy thì hiển nhiên, đúng không? Tại vì B, A phẩy, D phẩy, BA phẩy D phẩy chính là mặt phẳng chung trực của AB phẩy, được chưa? Rồi. Rồi, vậy chúng ta kết luận. Vậy. Vậy. Ba tứ diện. Tứ diện. DA B D phẩy. A phẩy A B D phẩy. A phẩy B phẩy B D phẩy bằng nhau, được chưa? Bằng nhau. Vậy chúng ta chia cái này, chúng ta chia cái khối còn lại như thế thôi. Chúng ta chia lăng trụ, lăng trụ D phẩy B phẩy C phẩy nhân DBC, tương tự, tương tự ta thu được, ta thu được 6 khối tứ diện bằng nhau, được chưa nhỉ? Rồi. Và chúng ta đã kết thúc bài tập số 4 tại đây.